Chiều ngày 25 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, thời gian qua dưới sự chỉ đạo thường xuyên sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý một số vụ án sai phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, như vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, quyết định khởi tố các vụ án trên do những hành vi vi phạm pháp luật của các bị can, hoàn toàn không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự. Cũng theo Trung tướng Tô Ân Sô, lợi dụng việc Bộ Công an xử lý một số vụ án kể trên, các thế lực thù địch, phần tử xấu đã đăng tải, phát tán nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền tệ, mục đích nhằm gây hoang mang dư luận, gây rối loạn, mất an ninh, an toàn thị trường, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích, hoạt động bình thường của người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Nhất là thông tin cho rằng Bộ Công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, Bộ Công an khẳng định đây là thông tin giả, thông tin thất thiệt, sai sự thật. Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, an ninh đầu tư.